bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe mới về phục vụ cho toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị. Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị nha. Hôm nay Trần Anh review mẫu Isuzu nè. Rất là nhiều cô chú anh chị hỏi Trần Anh có Isuzu không. Hôm nay em về một mẫu Isuzu 2007 nha cô chú anh chị. Bản V-Space nè, 49A32124. Bản V-Space là bản cao nhất rồi nha bà con nha. Đây cô chú anh chị, nước sơn thì khá là đẹp nha cô chú anh chị. Đồng sơn bên ngoài rất là ok. Mâm là mâm đúc nguyên bản của Isuzu nè, chữ nè, chữ nổi nè, chủ nhà thay cặp vỏ sau 100% luôn cô chú anh chị xem. Chữ nè, mắc xích nè. Đó. Nổi hết toàn bộ, đẹp không? Nước sơn bên ngoài khá là ok. Nói chung mẫu này thì chắc chắn vẫn còn sơn rin. Sơn rin em này đâu đó cũng phủ được ở tầm 60 đến 65% thôi nha. Dòng xe bánh treo 49A32124. Mẫu này là xe này là gốc Sài Gòn. Những cô chú anh chị ở Sài Gòn mua về sang tên đổi chủ cực kỳ là rẻ tiền luôn. Đây anh chị nè, 4 quả giỏ mới như nhau luôn. Chủ nhà thay 4 quả giỏ mới 100%. Là cô chú anh chị coi nè, mới không? Mới 100%. Mâm đúc nguyên bản nha, chữ này chữ nổi nè, chữ mắc xích nè, nổi hết toàn bộ nè. Ok, khá là đẹp. Cái đó là bề gác chân đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Dòng này tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu nha cô chú anh chị. Đăng kiểm tháng 7 năm 2022. Hai cụm đèn phanh, chủ nhà thay hai cụm đèn mới nè. Đi là pha led hết toàn bộ, dưới đây chúng ta sẽ có đèn gầm cũng pha led nhé. Đó, nồi đồng của đá tiết kiệm nhiên liệu, giá xăng thì đang lên, cho nên là dòng máy dầu rất là ok. 4 quả giỏ mới như nhau. Mâm là mâm đúc nha cô chú anh chị. Đẹp chưa? Đó là phong dáng của em Isuzu. Trải nghiệm phần máy cùng với Trần Anh nè. Từ phần tắp bi nè, anh chị nè. Tắp bi là 4 cánh cửa đẹp như nhau, là keo nè. Keo là keo rin nha. Ghế ở trong sạch sẽ nè. Bọc lại toàn bộ ghế da. Đó, ít tiền đó. Mẫu này chạy là 5 cấp số thôi. 5 cấp số sàn nha cô chú anh chị. Ok chưa? Ghế ở trong khá là đẹp. Dòng này là trang bị là 3 dàn lạnh, một trước hai sau nè. Và phía đây chúng ta có thêm một dàn lạnh nữa nè. Đó. Chuẩn chỉ chưa? Khay học tì tay đầy đủ các kiểu rồi. Đây là băng ghế phía sau nè. Sạch sẽ nha. Xe sạch sẽ lắm. Vô lăng đèn còi nhảy lắm, lắc nhẹ chìa khóa nổ máy rồi. Máy lạnh mở phát có lạnh, AC kích hoạt. Đó, máy lạnh mở phát có lạnh rồi nha cô chú anh chị. Thảm tắp lô tắp bi liền lẹt sạch sẽ nè, không có dấu hiệu khoan đục chém đục trên chiếc xe nhá. Đó, ok không? Trợ lực, em đi trợ lực dầu cực kỳ là đầm. Form mới được gầm cao mấy thoáng. Tầm quan sát là rất là thoải mái nha bà con. Đây cô chú anh chị trải nghiệm phần gầm cùng với Trần Anh. Gầm và máy luôn. Tích hợp chúng ta sẽ có gương chỉnh điện đầy đủ các tính năng trên chiếc xe nè. Đèn gầm và đồng hồ báo giờ. Trang bị một cái đầu CD nghe nhạc thôi nha. Mẫu này thì cô chú anh chị không thể nào ráp màn hình lớn được đâu. Vì nó chia ra những cái khay nè, một khay là dàn lạnh, một khay là tẩu sạc, một khay là cái đầu được một cái đầu MP3 thôi. Gạt mưa phía sau đang hoạt động. Đó, gạt mưa phía sau còn đang hoạt động luôn. Mẫu Isuzu Highlander pha led hết toàn bộ rồi nha bà con. Hai cụm đèn trước nè, hai cụm đèn trước chủ nhà pha led mới tinh. Và thay luôn cặp đèn trước rồi. Vì chạy thời gian qua 5 tháng á, nó phai mờ đi người ta thay. Ok chưa? Màu ca keo nha bà con. Máy êm à. Đây cô chú anh chị nè. Mạc tem nè. Đây nè, mạc tem của Isuzu còn đẹp như thế này. Keo nè. Keo là keo rin hết, nỉ cách nhiệt trên nắp capo. Được cái liền lẹt, không có đâm vai cứng đục. Đây là dàn trước nè. Ở dàn trước của em nó khá là ok. Cục máy nguyên bản, ốp chụp nguyên bản của dòng Isuzu nhé.
Chất chưa? Nổ khá là chất nha. Máy rất là êm luôn. Anh chị thấy máy êm không? Máy cực kỳ là êm. Mấy mẫu Isuzu thì chạy thời gian độ hơi nhẹ nè. Có độ hơi nhẹ đó là bão luôn. Riêng dòng máy dầu, dòng nào nó cũng độ hơi ít nha cô chú anh chị nha. Độ hơi nhẹ là bình thường. Được chưa? Dàn trước nó mệt tem nguyên bản nguyên rin hết. Đó mà con đam mê về mẫu Isuzu này thì alo cho em. Máy 2.5. Máy 2.5 thì đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị 6 lít dầu á. 6 lít dầu trên 100 km. Tiết kiệm dầu tuyệt đối luôn. Gầm cao máy thoáng SUV. Ok, trải nghiệm phần phần phía sau cùng với Trần Anh nè. Phần cánh sau nè. Đèn là đèn halogen nha cô chú anh chị. Đèn nguyên bản của Isuzu nè. Đây bà con, phần tắp bi nè. Phía sau chúng ta sẽ có hai loa. Hai loa nha. Nè, keo nè. Keo chỉ nè. Đó. Đây cô chú anh chị. Hai bên là không có đâm vàng. Anh chị coi bon điện nè. Bon điện hai bên rất là đẹp. Đó vậy thôi, tiết kiệm nhiên liệu. Đây là phần gầm nè bà con. Gầm bà nè. Cục máy khá là ok. Kìa hết cục máy không? Số máy là bao rim. Đó, số khô ráo không? Không có dấu hiệu là nhớt keo nha. Phần gầm không có dấu hiệu là mục mạc luôn. Đẹp như thế này. Cô chú anh chị là đam mê về mẫu Isuzu Highlander 2007 thì alo cho Trần Anh ô tô nha. Một lần nữa Trần Anh xin khép lại chương trình tại nơi này thôi. Em see you and goodbye nhé.